Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Những chapter gần đây của One Piece thật sự hấp dẫn. Và 1079 mới đây là ví dụ. Khi chúng ta không chỉ thấy một đoạn hồi tướng ngắn về bưng không sáu giót cùng với kế hoạch đối phó với sự trở mặt của chính quyền thế giới, hay hình ảnh tàu chiến của bạn râu đen đang rẽ sóng tiếng vẻ khác, một sự việc đầy bất ngờ, mà chúng ta còn được chứng kiến Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ thể hiện phần nào sức mạnh thật sự, phần nào haki đẳng cấp rất cao của mình trước kích cùng với đồng bọn. Nhưng trước đó thì chúng ta cũng đã biết được một sự thật đầy thú vị về hạm đội Tóc Đỏ, khi đây là một hạm đội nổi tiếng yếu ớt tới mức một vài thành viên còn ưu tiên chăm lo sức khỏe của bản thân hơn là gặp kẻ địch vì đã quá lớn tuổi. Tại sao lại có một điều đầy bất ngờ như vậy? Đó là vì Sang đã dang rộng vòng tay bảo kê tất cả những bang hải tặc đang cố gắng sống sót ở toàn thế giới mà không hề phân biệt già trẻ lớn bé, bằng cách cho bọn họ treo cờ bang Tóc Đỏ. Một sự khác biệt giữa Sang với những tư hoàng khác, không tính Luffy Murom. Nó cho thấy cái danh của Sang cùng với bang Tóc Đỏ là khủng khiếp như thế nào. Cũng dễ hiểu, bởi vì bang Tóc Đỏ là bang hải tặc bất bại kể từ khi Sang lên ngôi tư hoàng 6 năm trước, nên treo cờ của bang Tóc Đỏ thì auto an toàn. Nhưng an toàn là với những kẻ biết chuyện, biết sợ, chứ không phải là với Kid. Khi với haki quan sát cấp cao, Sang đã nhìn thấy trước được cảnh Kid xóa sổ rất nhiều tàu chiến, giết rất nhiều người trong hạm đội Tóc Đỏ bằng khẩu pháo tự tính. Và tất nhiên là Sang không thể để viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra. Một cú bật nhảy xa kèm theo rất nhiều giận dữ, Sang đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kid. Và không để cho Kid kịp trở tay, Sang đã dùng ngay thần tỷ knock out Kid với Killer cùng nhiều kẻ khác. Và thần tỷ chính là chiêu thức Roger đã dùng để tấn công thử sức mạnh của Kozuki Oden 26 năm trước. Chưa hết, hai người khổng lồ Dory với Brogy còn hợp kích chẻ đôi con tàu với Toriyabun bằng chiêu thức Hakoku. Một viễn cảnh thật sự tồi tệ đã tới với bang Kid, tất cả cùng với con tàu đã chìm sâu xuống biển. Bang hải tặc Kid hoàn toàn bị xóa sổ. Tình trạng của Kid như thế nào đây? Chúng ta chưa biết. Bởi ngay sau màn thủy y của Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ là tiếp tục tới màn thể hiện sức mạnh vô cùng đẳng cấp của Gap. Nó thậm chí còn ấn tượng hơn của cả Xanh Tóc Đỏ. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chân trà và nhâm nhi chapter 1080 mới nhất siêu hấp dẫn này. Chapter mở đầu bằng hình ảnh toàn cảnh trên hòn đảo hải tặc Hachinosu. Và dường như Kobe đã thành công tẩu thoát khỏi tay râu đen khi bọn hải tặc trên đảo đang nhốn nháo truy lùng. Và có thể thấy bọn hải tặc trên đảo đang vui mừng sung sướng chứ không hề lo sợ, bởi vì bọn chúng sắp có được một món tiền lớn nếu bắt được Kobe. Nếu bạn còn nhớ thì hồi Rod đã nghĩ ra và làm được một chuyện mà chưa một hải tặc nào nghĩ tới, dù cho đó có là vua hải tặc Kenny Roger, Tứ Hoàng Râu Trắng hay một ai khác. Trước giờ chúng ta chỉ thấy hải quân nói riêng hay chính quyền thế giới nói chung đưa ra các mức tiền truy nã cho hải tặc và các thế lực thù địch. Về lâu về dài thì hải tặc xem việc có mức tiền truy nã càng cao thì cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng sức mạnh càng lớn. Rõ ràng là vậy, nhưng nhìn vào một phương diện khác thì hải tặc cũng chỉ là hải tặc, là những thành phần bị hải quân săn đuổi. Điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra, tức là hải tặc ở vị trí của một kẻ đi săn, còn hải quân là con mồi bị săn đuổi. Vì thế việc hồi rốt treo thưởng cho những cái đầu của hải quân có thể xem là một cuộc cách mạng, là một đại đi trắng, bởi vì chính điều này về lâu về dài sẽ làm thay đổi tư duy của một đại bộ phận rất lớn hải tặc hải quân. Hải tặc thì hung hăng, tàn bạo, ngang ngược, hống hách, thách thức hơn. Còn hải quân mà cụ thể là những người bị truy nã, bị treo thưởng thì sẽ lo lắng, bất an, luôn đề cao cảnh giác hơn, khi mà ngay cả những người dân bình thường thì cũng có thể trở thành kẻ thù. Tóm lại, việc hồi rốt truy nã ngược lại hải quân sẽ làm cho sức mạnh tinh thần của hải tặc dâng lên cao, còn của hải quân thì xuống thấp thảm tệ. Và thật trùng hợp, khi cái cách hồi rốt truy nã hải quân là hệt như cái cách Doflamingo truy nã 12 thủ phạm đích thực ở Dressrosa. Cấp độ truy nã được đánh dấu từ 1 tới 5 sao, và mỗi sao tương ứng với 100 triệu Belly. Chẳng hạn như Zoro 2 sao tức là bị truy nã 200 triệu Belly, Law Luffy Sabo 3 sao tức là 300 triệu Belly, hoặc đặc biệt là Usopp được truy nã 5 sao ứng với 500 triệu Belly. Điều này phải chăng là một dấu hiệu cho việc Doflamingo sẽ sớm xuất hiện, hợp tác với hội Rod? Hoàn toàn có thể. Và ngay lúc này, Kobe cũng đã bị truy nã 5 sao, tức là cái đầu của Kobe trị giá 500 triệu Belly. Trong khi đó thì một đại tá hải quân thông thường chỉ bị truy nã 1 sao, tức chỉ đáng giá 100 triệu Belly. Vậy thì tại sao Kobe lại được truy nã cao đột xuất như vậy? Đó là vì cái danh hiệu anh hùng của cậu ta. Trên hết thì những gì đang xảy ra là minh chứng tuyệt vời cho điều tôi vừa nói. Hải tặc đã trở nên tự tin hơn, hổ báo hơn khi chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi sang hải quân nhận thưởng cả. Và nếu bạn nhìn vào sơ đồ cấp bậc của lực lượng hải quân thì có thể thấy Kobe chỉ là đại tá, và ở phía bên trên còn có thiếu tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc và thiếu sư đô đốc. Và đại tá chỉ bị truy nã 1 sao, nó có nghĩa là thiếu tướng là 2 sao, chuẩn đô đốc là 3 sao, phó đô đốc là 4 sao, còn đô đốc với thiếu sư đô đốc thì bị truy nã 5 sao. Như vậy thì giống như sự đặc biệt của Kobe, vì Kobe là một hải quân nổi tiếng nên bị truy nã cao hơn thông thường. Nên khả năng mặc dù Gap chỉ là phó đô đốc nhưng cũng sẽ bị truy nã 5 sao giống như Kobe, đô đốc và thủy sư đô đốc. Về cơ bản thì chúng ta phải hiểu rằng việc hội Rod truy nã ngược lại hải quân chỉ nhằm mục đích là thủy y sức mạnh, thách thức hải quân hơn là thật sự muốn lấy đầu hải quân. Vì thế việc truy nã được chia theo thang đo từ 1 tới 5 sao chứ không phải là một số tiền cụ thể như các cách hải quân truy nã hải tặc. Vậy nên chúng ta không nên nghĩ rằng sao một đô đốc hải quân mạnh như vậy mà chỉ bị truy nã 500 triệu Belly, mà phải nhìn theo khía cạnh khác. Đô đốc hải quân là một kẻ rất mạnh, rất nguy hiểm nên phải bị truy nã 5 sao. Và phải chăng đây chính là một ẩn ý cho việc Kobe sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một đô đốc hải quân? Và cậu ta sẽ là đô đốc đầu tiên không ăn trái ác quỷ. Nếu đúng như vậy thì sẽ thật sự rất thú vị. Bên ngực trái của mình bị nhột nhột, đó là nơi giam giữ bọn nô lệ trước khi chúng bị bán đi. Bọn chúng đang phá ngục à? Là pháo đầy đầu lâu đang nói chuyện. Đúng là như vậy,
Còn vì sao nó nói chuyện được thì chút nữa bạn sẽ rõ. Và Avalon Bizarro đã ra lệnh cho bọn lính lác bắt sống Kobe để về. Trong khi đó thì Kobe vẫn đang phải vác cục tạ sắt, bị xích ở chân rồi chạy trốn. Chúng ta đều biết Kobe là học trò cưng của Gap. Kobe không chỉ có lục thức mà còn xài được haki vũ trang và haki quan sát. Nhưng với hình ảnh này thì dường như cậu ta vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật năng cao của haki vũ trang, cũng như chưa đủ sức để tự tháo xích cho mình. Và những nô lệ đã được Kobe giải cứu đang vô cùng biết ơn cậu khi đã không bỏ rơi họ mà chạy trốn. Tất nhiên là vậy rồi, bởi dù thế nào, dù chỉ là tương đối, nhưng hải quân vẫn là những người tốt, còn hải tặc là những kẻ xấu xa. Vậy là sau nêu luật trái quỷ của Sirimue, Jesus Burgert, Vanogut, Katarina Devon và Dokkyu, thì giờ Oda cũng đã tiếp tục tiết lộ trái quỷ của những thuyền trưởng Titanic khác. Theo đó, đứng bên cạnh thuyền trưởng Titanic số 2 Sirimue với trái quỷ tàng hình Suke, chính là thuyền trưởng Titanic số 4, vua đồi bại Avalon Bizarro, người đang trái quỷ đảo Shimashima. Và chúng ta đã thấy, hắn ta đã hợp nhất cơ thể của mình với sàn gỗ và tường đá. Đó là lý do vì sao chúng ta đã thấy pháo đài đầu lâu di chuyển và nói chuyện lúc nãy. Và bạn thấy gì không? Nó rất tương đồng với năng lực ECEC mà Pika sở hữu. Và dường như đây cũng là một năng lực tương đồng nhưng có cấp độ cao hơn. Bởi ECEC chỉ điều khiển được đá, còn năng lực Shimashima này điều khiển đồng hóa hợp nhất được với tất cả mọi thứ ngoại trừ sinh vật sống. Và điều này thật sự đáng sợ, khi mọi thứ trên hòn đảo đều nằm trong tầm kiểm soát quản lý của Bizarro. Chẳng hạn như hắn ta có thể cảm nhận được việc các nô lệ đang phá ngục khi ngực trái bị ngứa, hay có thể dễ dàng túm gọn Kobe nếu muốn, như lời của Shirumura vừa nói. Đáng ra mày có thể bắt được nó, Bizarro. Và bạn thấy gì không? Rau đang đánh giá Kobe là một kẻ phiền phức, có thể là nó chung cho cả sức mạnh lẫn sự tinh ranh. Đồng thời chúng ta cũng đã thấy sự xuất hiện của thuyền trưởng Titanic số 8, kẻ nát rượu Vakosot. Theo đó hắn ta đang trái quỷ rượu Gabu Gabu. Có thể thấy Vakosot đã tạo ra các bong bóng màng rượu và ngồi lên đó. Chưa hết, hắn ta còn nói rằng mình muốn đốt cháy, phá hủy hoàn toàn thị trấn để xem bọn nô lệ với Kobe chạy đi đâu. Và ngay khi nghe thấy thế, Bizarro đã liền tỏ ra khá là quậu và liền phản ứng càng ngang. Bởi làm như vậy thì Tick sẽ rất tức giận. Khi mà bọn chúng chỉ mới vừa sửa chữa xong cảng Rocky, đúng là rượu vào thì ngu hết cả người. Sau đó Vakosot đã liền đề xuất để Sanjuan Wood xử lý, nhưng quay sang thì thấy thuyền trưởng Titanic số 7 này ngủ phè phỡn. Và tới giờ thì chúng ta đã biết hắn ta ăn trái quỷ gì, đó chính là trái quỷ thổi phòng phóng to DKDK. Điều này giải thích lý do vì sao Sanjuan Wood lại có chiều cao vượt trội đến vậy, tới tận 180m. Và tôi sẽ để dành nó riêng chuyên sâu hơn về những năng lực sức mạnh của các trái quỷ này, bởi tôi đang có ý tưởng về series mỗi ngày một trái quỷ. Cơ bản thì nếu Zoro hạ gục Pika chọc vật khó khăn 1 thì với Bizarro này sẽ khó khăn gấp 10, gấp trăm lần như thế. Trên hết thì bạn thấy gì không? Jesus Burgert, Vanogut và bác sĩ tư thần Dokkyu đang ở cùng với tư hoàng Rau Đen đánh nhau với bạn Hurt. Đồng thời thì Hachinosu này chỉ có 4 thuyền trưởng Titanic khác. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm Rau Đen đi tới hát kia chỉ bao gồm 3 thuyền trưởng Titanic là Lafitte, Katarina Devon và thuyền trưởng Titanic số 10, Chulomek, hoặc có thể là có thêm cả cựu đô đốc Aokiji. Với điều này thì khả năng cao là giống như tôi đã nói trong video phân tích chapter 1079, bán hải tặc Rau Đen đã lên sẵn kế hoạch và theo đó mà hành động. Nhóm Rau Đen đi tới khác kia không hề hay biết việc bang Murom cũng đang có mặt ở trên hòn đảo, hoặc là chỉ mới biết đây nên không có thêm sự chuẩn bị. Bởi ngay lúc này, trong khi ông cục tà sát liên tục chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn hải tặc nhằm câu kéo thời gian để các nô lệ thoát ra ngoài, thì Kobe đã nhớ lại khoảnh khắc mặt đối mặt với tứ hoàng Rau Đen sau khi bị bắt cóc. Và để từ đây chúng ta được biết rõ hơn tham vọng của Rau Đen là gì, nó có phải chỉ đơn thuần là tìm ra kho báu quân bi trở thành vua hải tặc hay không. Và nếu bạn là một người yêu thích nhân vật Rau Đen hay luôn theo dõi nhân vật này thì hãy nhớ lấy con số 1080, bởi vì chapter 1080 này chính là một bước nhảy chuyển tiếp vô cùng quan trọng để chúng ta có thể thấy một God Valley phiên bản khác đáng sợ hơn rất nhiều ở tương lai. Ta đây sẽ biến đảo hải tặc thành một vương quốc được chính quyền thế giới công nhận. Ta sẽ là vua Rau Đen. Và bạn thấy gì không? Kaido Bách Thú, một cựu thành viên của bang hải tặc Rock, cũng từng có ước mơ biến Wano trở thành thiên đường của hải tặc với tên gọi là Tăng Onigashima, và Yamato sẽ trở thành Shogun. Giờ là tới Rau Đen, nhưng Rau Đen tỏ ra tham vọng hơn khi nói rõ ước mơ của mình là trở thành vua. Nhưng bạn nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là dừng lại ở việc trở thành vua của vương quốc Hachinosu này, hay Rau Đen còn có mộng tưởng điều gì khác to bự hơn? Và tôi tin chắc rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu cho tham vọng khủng khiếp của Rau Đen mà thôi. Nó giống như việc Rau Đen muốn trở thành Thất Vua Hải 2 năm trước vậy. Và chắc các bạn cũng biết mục đích của Rau Đen khi trở thành Thất Vua Hải là gì rồi đấy. Là đột nhập Imperdao để tuyển thêm thành viên mạnh mẽ. Và giờ cũng vậy, biến Hachinosu trở thành một vương quốc được chính quyền thế giới công nhận chỉ là bước chạy đàm mà thôi. Vậy thì tham vọng thật sự của Rau Đen là gì? Để nói về điều này, chúng ta quay trở lại với bang Rock hiện thoại. Nếu bạn còn nhớ thì Sengoku đã từng nói về bang hải tặc Rock như thế này: với mục đích nhằm tìm ra con đường nhanh chóng nhất dẫn đến của cải, vật chất và danh vọng, tại hòn đảo Tô Ông, bang hải tặc Rock đã ra đời. Đây là một nhóm khủng bố giết chóc bất kể bạn thù, với rất nhiều nhân vật máu mạc có thể kể đến như là Tứ Hoàng Râu Trắng, Tứ Hoàng Big Mom, Tứ Hoàng Kaido. Và thuyền trưởng của bang hải tặc Rock này có tên là Rock Decibel, một nhân vật có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ông ta là đối thủ sừng sỏ và đáng gờm nhất của vua hải tặc Cody Roger. Cái mục đích ra khơi tìm kiếm của cải vật chất và danh vọng, như lời của Rock Decibel đã hô hào tại hòn đảo Tô Ông, chỉ là lớp mặt nạ cho cái tham vọng khủng khiếp. Không đơn thuần chỉ là của cải vật chất hay là nổi danh trên biển giống như ước muốn của bao nhiêu hải tặc khác.
Và thay vì làm vua hải tặc hay là vua của biển cả, tham vọng của Rocky Sibet còn lớn hơn như vậy. Ông ta muốn làm vua của thế giới. Nhưng tham vọng là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một câu chuyện khác. Và từ lý thuyết đi tới thực tiễn, nó cách xa nhau vô cùng. Và biến cố Godfrey, thung lũng của Chúa cách đây 38 năm trước, đã dập tắt hoàn toàn cái tham vọng làm vua thế giới của thiền trưởng bang hải tặc Rocky Sibet, một kẻ cũng có chưa đi trong tên của mình. Tham vọng của Rocky Sibet là làm vua của thế giới. Vì thế đây không còn là chuyện giữa hải tặc với hải quân, mà là giữa hải tặc với chính quyền thế giới. Mặc dù tham vọng này ảnh hưởng trực tiếp tới IM, nhưng Ngũ Lũ Tinh hay Cyberbolt đã không trực tiếp chiến đấu với Rocky Sibet. Điều trớ trêu là chính hải quân đã liên minh với hải tặc để chống lại bang hải tặc Rock này. Cụ thể thì phó đô đốc Monkey D. Gap đã liên minh với vua hải tặc Kenny Rogers để xóa sổ bang hải tặc Rock, tiêu diệt thiền trưởng Rocky Sibet. Mặc dù biến cố Godfrey đã xảy ra cách đây 38 năm trước, và theo như lời của Sengoku thì Rocky Sibet đã không còn tồn tại ở thời điểm hiện tại nữa. Phó đô đốc Gap thì cũng đã già, ông đã 78 tuổi, và Kenny Rogers thì cũng đã chết. Nhưng không vì thế mà nó mất đi tính kế thừa. Nếu Luffy là hiện thân của Roger thời trai trẻ thì nó không ngoài Marshall Dietrich, hay chúng ta còn biết tới với cái tên Tứ Hoàng Râu Đen, chính là hình ảnh của Rocky Sibet 40 năm về trước. Bang hải tặc Rock, bang hải tặc Râu Đen hay Rocky Sibet và Marshall Dietrich có rất nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Và dường như Tứ Hoàng Râu Đen đang đi lại con đường cũ của Rocky Sibet, nhưng với sự nham hiểm cũng như sự đặc biệt trong cơ thể, khi có thể ăn nhiều hơn một trái quỷ, tôi tin chắc rằng Râu Đen sẽ làm mọi thứ trở nên khó lường hơn Rocky Sibet 40 năm trước rất nhiều. Và sự tương đồng đó là gì? Đầu tiên, nếu hòn đảo Tô Ông chính là địa điểm lập nên bang hải tặc Rock, thì Marshall Dietrich muốn làm vua khi muốn biến nơi đây trở thành một đất nước thuộc chính quyền thế giới. Thứ hai, nếu bang hải tặc Rock là tập hợp của những kẻ khủng bố giết chóc bất kể bạn thù, thì bang hải tặc Râu Đen cũng tương tự như vậy. Râu Đen đã vào tầng 6 ngục Emerald để tuyển chọn thêm thành viên cho bang hải tặc của mình. Những tù nhân này đã đâm chém nhau, và bốn kẻ mạnh nhất còn sống sót đã được Marshall Dietrich thu nhận. Có thể thấy nếu xét về năng lực sức mạnh của từng thành viên, thì những thành viên của bang hải tặc Rock hay bang hải tặc Râu Đen đều rất mạnh mẽ. Nhưng có vẻ như đoàn kết là một điều gì đó quá ư là xa xỉ đối với những hải tặc này. Khi Sengoku đã nói rằng hầu hết các thành viên trong bang hải tặc Rock đều không thể ngửi được nhau, nên đã hạ thấp năng lực tập thể của mình. Có thể đây là lý do chính, thêm vào đó là biến cố Godfrey đã làm cho bang hải tặc Rock bị xóa sổ. Và ở thời điểm hiện tại, bang hải tặc Râu Đen cũng có thể xem là tương tự như vậy. Mặc dù các thành viên trong bang hải tặc này đều rất đáng gờm, nhưng tất cả đều quy phục dưới trướng Râu Đen bởi vì sức mạnh của hắn ta. Và Râu Đen cũng đã nhận xét về các thành viên của mình là những kẻ thô bỉ. Thứ ba đó là hai nhân vật này đều có chữ đi trong tên của mình. Rocky Sibet và Marshall Dietrich đều mang ý chí của đi, họ có niềm tin mãnh liệt vào số phận và tin vào giấc mơ của con người là sẽ không bao giờ kết thúc. Và ý chí của đi cũng chính là thiên địch của Chúa Trời, các thiên long nhân. Thứ tư đó chính là con tàu của bang hải tặc Râu Đen có tên là Cyber Sibet, thanh gươm của Sibet. Với những điều này, tôi tin chắc rằng tham vọng của Râu Đen không chỉ đơn giản chỉ là lên ngôi vua hải tặc hay là làm vua của Hachi no Su, mà Râu Đen sẽ bước tiếp con đường còn dang dở của Rocky Sibet 38 năm trước. Tham vọng của Râu Đen cũng sẽ là làm vua của thế giới. Nó có nghĩa Râu Đen không chỉ không biết mà còn tìm hiểu rất kỹ về Rock cũng như tham vọng của Rock, bởi vì cũng giống như Robin, Râu Đen là một nhà khảo cổ học. Và có lẽ Râu Đen đã hoạch định sẵn một kế hoạch cho cả chặng đường còn lại của mình. Khi chờ đợi trái quỷ bóng tối Yami xuất hiện, rồi sau đó là cướp trái quỷ chấn động Gura, và mới đây nhất là trái quỷ Mero của Bo Hancock. Với điều này thì tôi tự hỏi, trong tương lai Luffy Murom sẽ đối đầu trực tiếp, đấu tay đôi với Râu Đen, hay sẽ theo một kịch bản tương tự 38 năm trước, Luffy sẽ kết hợp với một ai đó để đánh bại Râu Đen. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác 38 năm trước. Bởi nếu Râu Đen là một kẻ buôn bán nô lệ thì Luffy Murom chính là một chiến binh giải phóng nô lệ. Quay trở lại vấn đề chính, theo đó Kobe đã tỏ rõ thái độ khinh bỉ với những lời Râu Đen vừa nói. Thật lố bịch, không đời nào họ sẽ chấp nhận việc đó, một vương quốc tội phạm ư? Và bạn thấy gì không, Oda miêu tả khuôn mặt của Râu Đen không thể nào đê tiện hơn khi đề cập tới ước mơ của hắn ta. Đừng có cho đạp lên ước mơ của người khác như thế chứ. Râu Đen đã từng ngồi đè lên người của Đốc Kiêu khiến cho con người Stronger mém thì tắt thở khi xuất hiện trước mặt Lo, và giờ là khuôn mặt này. Về cơ bản thì Oda miêu tả Râu Đen quá mức bận bựa, rất con nét riêng. Và giờ thì chúng ta đã biết chính xác mục đích của Râu Đen khi bắt cóc Kobe đó là gì. Đó chính là dùng Kobe để đàm phán với chính quyền thế giới về việc biến Hachi no Su trở thành một vương quốc hải tặc được chính quyền thế giới công nhận. Tại sao Râu Đen lại cần chính quyền thế giới công nhận trong khi hắn ta vẫn đang hoàn toàn kiểm soát Hachi no Su? Rõ ràng Râu Đen đang có một kế hoạch nào đó rất khủng khiếp để thực hiện được ước mơ trở thành vua của thế giới, giống như tôi nói. Và tôi sẽ có một video ngắn về chủ đề thú vị này, bởi dường như Râu Đen đang rất cần được chính quyền thế giới công nhận mình là vua của một vương quốc giống như Alabasta, The Red Rose. Về cơ bản thì tới giờ tôi càng củng cố hơn việc hải tặc mà Sway từng đề cập với Ngô Lũ Tinh trước đó chính là Râu Đen chứ không phải ai khác. Và Kobe đã tiếp tục nói rằng chính quyền thế giới sẽ không đời nào chấp nhận việc thỏa hiệp với những hành động khủng bố như vậy. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Quan trọng hơn, Kobe không có giá trị để đàm phán bởi cậu ta là một thành viên của SWORD. Và thật thú vị khi Oda đã để Aokiji lên sóng ngay ở khung tranh bên cạnh. Cựu đô đốc này đã tỏ ra ngạc nhiên với thông tin trên. Liệu có ăn ý gì đây không? Râu Đen tỏ ra ngạc nhiên vì không biết SWORD mà Kobe đề cập tới là gì, đồng thời liền nhìn sang Kuzan. Và như hiểu ra vấn đề, Kuzan đã nói rằng thì ra là vậy, đúng là không được, thôi bỏ ý định đàm phán đi Tích. Đồng thời, Kuzan còn giải thích thêm rằng về cơ bản thì các thành viên của SWORD là lính hải quân, đồng thời cũng không phải là lính hải quân,
khi bọn họ không cần phải tuân theo các luật lệ của hải quân. Nôm na thì SWAT bao gồm các hải quân đã từ nhiệm, thế nên đám này có thể gây chiến với các tư hoàng mà không cần sự chấp thuận từ thượng cấp. Đó là đội cảnh binh có thể tự do hành động, bất chấp mọi mệnh lệnh khác. Đổi lại thì hải quân cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hành động của đám này và có thể sa thải các đất liên lạc bất cứ lúc nào nếu muốn. Và nếu bạn còn nhớ thì sau trận đại chiến Marineford, Kong đã nói với Sengoku rằng: "Chúng tôi đã giữ ông ấy ở lại, nhưng về cơ bản là Gap đã từ bỏ vị trí của ông ấy. Tuy nhiên những danh hiệu và thành tích của ông ấy là không đổi, và chúng tôi vẫn sẽ có được sự có mặt của ông ấy trong hải quân, vì mục đích làm động lực thúc đẩy cho những hải quân trẻ." Và Kong cũng đưa ra lời đề nghị tương tự với Sengoku khi ông từ chức thí sư đô đốc. Với điều này thì rất rõ ràng, cả Gap và Sengoku đều thuộc SWORD. Đó là lý do vì sao mặc cho đô đốc Kijiru ra lệnh cho tất cả tàu chiến hướng về SH, nhưng Gap vẫn thoải mái tới trụ sở quân G14 lấy người đi tới Hachinosu. Và với cách thức hoạt động tay trong tay ngoài như thế này, thì liệu rằng chính quyền thế giới có cách nào để quản lý được các thành viên SWORD? Với chẳng hạn như X-Ray hoàn toàn có thể phân bổ lại hải quân đi theo bang Murom hay là bang Bách Thú nếu muốn. Và tôi nghĩ rằng điểm chung của những thành viên SWORD này là rất cầm thù hải tặc. Trong video nói riêng về Aokiji 3 năm trước, tôi đã có đề cập tới vai trò của cựu đô đốc này trong tương lai. Theo đó tôi tin rằng Aokiji không phản bội lại hải quân, Aokiji rời hải quân chỉ đơn giản là vì Akainu, vì công lý của họ quá khác nhau. Nhưng tại sao Aokiji lại chọn làm đồng minh với tứ hoàng rau đen? Khả năng cao là cựu đô đốc Aokiji đã có vai trò tương tự như X-Ray trong bang Bách Thú, là một lính hải quân ngầm hoạt động đơn tiến, nhưng nhiệm vụ của Aokiji ở một cấp độ cao hơn, với người chỉ huy trực tiếp chính là cựu thí sư đô đốc Sengoku. Vì Sengoku đã từng đề bạt Aokiji cho chức vụ thí sư đô đốc với tổng tư lệnh Kong. Sengoku là người đã kể lại biến cố God Valley cho các lính hải quân trẻ. Đồng thời sau trận chiến Marineford, có lẽ ông đã hoàn toàn đoán được phần nào cái tham vọng khủng khiếp của rau đen là gì, cộng thêm sự nguy hiểm của những tên tù nhân tầng 6. Vì thế Sengoku cần có một người có thể tiếp cận mà không bị rau đen nghi ngờ. Sengoku đã thuyết phục Aokiji vẫn là việc cho hải quân sau thất bại trước Akainu, nhưng theo một cách đặc biệt hơn, ít bị ràng buộc hơn. Nói nôm na thì chúng ta có thể hình dung rằng Aokiji là một con bài vô cùng quan trọng của hải quân, mà ở đó chỉ có một vài người là được biết thông tin này. Bởi nếu bạn còn nhớ thì tại hòn đảo Bung Hazard, Aokiji đã từng nói với Smoker rằng: "Dù có thế nào thì trước rời mắt khỏi đô Flamingo, hắn ta vừa là một thất vua hải, cũng là quốc vương Dressrosa. Hắn ta là một hải tặc vô cùng đặc biệt. Hãy báo với Sakazuki và bảo anh ta cử các đô đốc đi mau. Trong trường hợp xấu nhất thì toàn bộ hệ thống sẽ bị xóa bỏ." Và Smoker đã báo lại điều này với thí sư đô đốc Sakazuki. Bởi sau đó chúng ta đã thấy đô đốc Fujitora xuất hiện ở Dressrosa. Nhưng điều thú vị là khi áp giải đô Flamingo, ngoài phó đô đốc Ryu còn có cả Sengoku. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Aokiji có thể là một lính hải quân ngầm hoạt động đơn tiến với người chỉ huy chính là Sengoku. Kết hợp với những thông tin mà cựu đô đốc này vừa tiết lộ về đội đặc nhiệm SWORD, thì niềm tin của tôi vào việc Aokiji vẫn đang làm việc cho hải quân đã thêm phần củng cố. Khi tại Bung Hazard thì Aokiji đã tiếp tục nói với Smoker rằng: "Chẳng bị các bậc hải quân nào níu kéo, kỳ tình ra anh mới có thể làm được nhiều điều đặc thù. Chính nhờ không còn dính dáng gì tới họ nữa mà ta mới mở mang được tầm mắt, thấy được một số chuyện khác thường." Và bạn thấy gì không? Nó rất tương đồng với đặc thù của đội đặc nhiệm SWORD, là lính hải quân đồng thời cũng không phải là lính hải quân khi bọn họ không cần phải tuân theo các luật lệ của hải quân. Thậm chí tôi còn cho rằng trận chiến giữa Akainu với Aokiji cũng chỉ là một màn kịch xuất sắc để đánh lừa cả thế giới hải tặc. Bởi nếu bạn để ý thì dù Akainu đã trở thành người đứng đầu của hải quân, nhưng vẫn phải chịu sự chi phối rất lớn từ ngũ lỗ tinh. Akainu hoàn toàn không thể tự do hành động theo công lý của mình, theo đúng trách nhiệm của một người lính hải quân. Đó là lý do vì sao sau khi biết tin ngũ lỗ tinh đã bao che cho đô Flamingo, Akainu đã rất nổi điên lớn tiếng với cả ngũ lỗ tinh ngay tại thánh địa Merozoi. Có nghĩa hoàn toàn xảy ra khả năng ngoài mặt thì là kẻ thù, nhưng Akainu với Aokiji vẫn đang âm thầm hợp tác liên lạc với nhau. Và nếu điều này thật sự xảy ra thì lực lượng hải quân sẽ có những mâu thuẫn nội bộ rất lớn, dẫn tới sự chia rẽ chọn phe, một bên là chọn công lý với một bên là chọn phục vụ theo mong muốn của im và ngũ lỗ tinh các thiên long nhân. Đồng thời tôi vẫn luôn nhắc quán với quan điểm về việc trong tương lai Aokiji sẽ lật mặt với tứ hoàng rau đen, bởi không phải ngẫu nhiên mà một người sư trác quỷ hơi lạnh Hiyeye có thể tạo ra các mảng băng trôi chết chóc lại đi hợp tác với rau đen và 10 thuyền trưởng Titanic dưới trướng. Và liệu rằng chúng ta sẽ sớm được biết điều này khi hiện tại Aokiji không có mặt ở Hachinosu, cũng không đi cùng với rau đen đánh nhau với lọ? Tức khả năng rất cao Aokiji đang tiếp cận SH, đang chuẩn bị đối đầu với bang Murom với cô nàng Robin, đứa trẻ mà Aokiji đã giải cứu 22 năm trước và luôn theo dõi sự trưởng thành. Có thể chúng ta sẽ chưa được biết ngay, bởi như tôi đã nói, nhiệm vụ của Aokiji là ngăn cản rau đen, nên nếu chưa tới thời điểm thích hợp thì Aokiji sẽ chưa lập bài ngựa. Vợ SH này chưa phải là thời điểm đó. Với sự giải thích của Aokiji thì rau đen đã hiểu được SWORD là gì. Về cơ bản thì đó là bọn mâu chó sẽ đâm đầu kén trước tiên. Và dù đã biết được không thể dùng Kobe để đàm phán, nhưng rau đen vẫn không thay đổi kế hoạch, vẫn cứ làm những gì cần làm. Bởi khi nào Kobe vẫn còn được gọi là anh hùng thì hải quân sẽ không thể nào bỏ mặc Kobe. Một suy nghĩ rất thú vị của rau đen, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của hải quân. Tao sẽ thông cáo báo chí, bọn hải quân sẽ không thể làm ngờ được. Và đó là lý do vì sao thông tin Kobe bị rau đen bắt cóc lại truyền hình trên trang nhất của tờ thời báo kinh tế thế giới. Trên hết thì bạn thấy gì không? Với việc không thay đổi kế hoạch vì Kobe, nó có nghĩa
Rõ ràng Kobe chỉ là một mắt xích phụ không quá quan trọng trong việc đàm phán với chính quyền thế giới, trong khi Rau Đen lại rất muốn thành lập một vương quốc hải tặc Hachinosu được chính quyền thế giới công nhận. Tức là Rau Đen đã nghĩ ra một con bè khác có sức nặng hơn cả Kobe để chính quyền thế giới có thể chấp thuận ngồi xuống đàm phán. Và tôi nghĩ rằng đó chính là tiến sĩ Vega Bang, một nhân vật có sức nặng ngàn cân, một nhân vật mà tất cả các thế lực trong NBA đều rất thèm khát có được. Và bắt cóc tiến sĩ Vega Bang là một nhiệm vụ có phần rất nặng nề. Vì thế Rau Đen đã giao nó cho cựu đô đốc Aokiji với ba thuyền trưởng Titanic khác lại là Fichte, Katarina Devon với thuyền trưởng Titanic số 10 chưa lộ diện. Và thêm một chi tiết nữa để tôi nói rằng Kobe đã không còn quá quan trọng với Rau Đen sau khi biết cậu thuộc đội đặc nhiệm SWAT. Nếu bạn còn nhớ, trước đó Rau Đen đã giao nhiệm vụ bắt cóc Pudding, con gái của tư hoàng Big Mom, cho Aokiji với Vanogut. Và chúng ta đã thấy cô nàng Pudding xuất hiện cùng với Rau Đen đang đánh nhau với Lo. Và Rau Đen đánh nhau với Lo là sau thất bại trong việc cướp lấy trái quỷ Mero Mero từ tay Bangkok. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi rời khỏi Amazon Lily mà không đạt được gì, Rau Đen đã quay trở về đại bản danh Hachinosu nghỉ ngơi tính kế, rồi sau đó mới thẳng hướng Wano để đóng lõng một trong ba hải tặc trẻ Kid Law Luffy. Và Rau Đen đã nhốt Kobe ở lại Hachinosu nhưng lại đem theo Pudding. Nó cho thấy cô nàng 3 mét Pudding là một con bài quan trọng. Rau Đen không thể để Pudding trốn thoát bằng bất cứ giá nào. Và Rau Đen đã phải tự mình canh chừng Pudding bởi vì tu hoàng này biết rằng nếu để Pudding ở lại Hachinosu thì khả năng cao sẽ bị Katakuri dẫn 500 anh em bang Big Mom tới đánh phá giải cứu. Bởi chỉ có 4 thuyền trưởng Titanic mà chúng ta đã thấy là Shirumue, Alvaro Pizarro, Vasco Sot và chiến hạm khổng lồ San Juan Wood thì rất khó để ngăn cản. Và sau đoạn hồi tưởng với bang Rau Đen, Kobe tiếp tục có cho mình một đoạn hồi tưởng khác về việc làm thế nào để Kobe có thể trốn thoát được. Theo đó, bằng một cách nào đó, cô nàng Berona đã xuất hiện ở hòn đảo hải tặc Hachinosu này. Cô nàng tìm thấy Kobe đang bị giam ở đây. Sau đó đưa ra điều kiện rằng Berona sẽ thả Kobe ra nếu Kobe chịu giúp cô nàng giải cứu thuyền trưởng của mình, cựu thất vua hải Gekko Moria, đang bị Rau Đen giam giữ ở một căn phòng còn sâu hơn cả nơi đang giam giữ Kobe. Mặc dù vậy thì chúng ta không thấy Moria xuất hiện trong chapter này. Điều này làm tôi liên tưởng tới việc Luffy từng bị giam ở tầng 5, nhưng Ace, Zinbe, Crocodile lại bị giam ở tầng 6 sâu hơn, nơi chỉ dành cho những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Nó cho thấy Rau Đen đánh giá Kobe không nguy hiểm bằng Moria, bởi giá trị của Kobe đã không còn quá nhiều. Và Kobe đã chấp nhận điều kiện mà Berona đưa ra với một câu nói rất ấn tượng: mình có thể bắt tay với hải tặc, nhưng không thể để địch lợi dụng. Một quan điểm rất rõ ràng nhất quán của một lính hải quân đúng nghĩa, những người bảo vệ công lý. Và có lẽ trong quá khứ thì Gap cũng đã từng có suy nghĩ như vậy khi bắt tay hợp tác với Goldie Roger nhằm xóa sổ bản hải tặc Rock trong miếng cô Godfrey. Với điều này thì tôi khá tò mò là Kobe sẽ thực hiện giao kèo, giải thoát cho Moria hay là chỉ giải cứu những nô lệ mà thôi, tức là Kobe lập kèo với Berona. Tôi nghĩ với tính cách trọng chữ tín của mình thì Kobe sẽ thật sự giải cứu cho Moria, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Và trong khi Kobe đang liên tục chạy với cục tài sát trên tay, cậu ta đã nghe được thông tin hải quân xuất hiện ngoài bến cảng Rocky đã đánh nhau to với hải tặc. Và đầu cậu ta liền nhảy số, nghĩ rằng ai đó sẽ tới cứu mình chăng. Và sau đó là một cảm giác tột cùng xấu hổ, vì không nghĩ rằng một lính hải quân chuyên đi cứu người lại có ngày được người khác cứu, rất thú vị. Chuyển cảnh sang khu vực ngoài bến cảng, chúng ta có thể thấy những thành viên của đội đặc nhiệm SWAT xuất hiện và tấn công những tên hải tặc trên đảo. Đồng thời chúng ta cũng biết thêm tên của một vài thành viên khác và năng lực của họ. Theo đó, cô nàng đội mũ đứng bên cạnh hòn tử Rut mà chúng ta đã thấy trước đó tên là Kuzaku, là một trưởng đô đốc hải quân, tức là có cấp bậc cao hơn Kobe. Thú vị hơn nữa là cô nàng này chính là cháu gái của Phó Rock Truru, là bạn đồng liêu của Gap. Ngay lúc này Truru đã 76 tuổi, nhỏ hơn Gap 2 tuổi. Thế thì liệu rằng cô nàng Kuzaku này bao nhiêu tuổi đây? Lớn hơn hay là bằng tuổi với Luffy đây? Khá là tò mò. Chưa hết, chúng ta cũng biết năng lực sức mạnh của cô nàng. Theo đó thì Kuzaku đang trái quỷ roi Muchi Muchi. Năng lực này giúp cho cô nàng có thể ra lệnh điều khiển bất cứ thứ gì, bất cứ ai nếu bị cô nàng quắc roi trúng. Và chúng ta đã thấy cô nàng dùng roi quắc vào các tòa nhà. Nó khiến những tên hải tặc không thể nào tin vào mắt mình. Và đúng là khó tin thật, nhưng các tòa nhà đang di chuyển về phía quảng trường để vây chặt bọn hải tặc. Và nhìn thấy cô nàng Kuzaku này, chắc Sanji xin được bị quắc roi cả ngày. Kế tới là cô nàng trung tá hải quân Hibari. Đây chính là cô gái xuất hiện cùng với Hemepo khóc lóc nhờ mọi người đi giải cứu Kobe mà chúng ta đã thấy trước đó. Và Hibari là một tay bắn tỉa thiện xạ, sử dụng một khẩu súng do Vega Bang chế tạo. Nó có thể biến thuốc súng của kẻ thù thành những bông hoa. Và nếu bạn còn nhớ thì trong cover story về Gima 66, chúng ta đã thấy một phát minh vì hòa bình của Vegabang. Theo đó thì những xe tăng đã bắn ra những bông hoa, và có thể nó có liên quan tới khẩu súng bắn tỉa mà Hibari đang sử dụng này. Tất cả đều dùng chung một loại đạn. Trước đó Suderon, một YouTuber người Nhật Bản, đã có một giả thiết về việc Hibari chính là con gái của Akainu, vì hai người họ đều dùng chung phương ngữ Hiroshima. Và trong NBA này cũng chỉ có hai người họ đều dùng phương ngữ này. Và nếu đúng như vậy, nếu đúng là Hibari thật sự là con gái của Akainu thì rất thú vị. Hai cha con họ hoàn toàn trái ngược nhau. Khi Akainu chẳng khác nào một vị thần chiến tranh, luôn muốn kết liễu đối phương ngay lập tức bằng những cú đấm dung nham đầy đáng sợ, thì cô nàng Hibari lại chỉ muốn khống chế kẻ địch bằng một cách hòa bình, nhẹ nhàng nhất có thể, thuốc súng biến thành hoa. Tiếp theo là chuẩn đô đốc hoàng tử Rut, thanh niên có gu thời trang khá là màu mè này đang trái quỷ đất sét Gunio. Vì thế Rut có thể điều khiển đất sét và tạo ra các golem theo ý của mình. Không những vậy, Rut thậm chí còn có thể tạo ra golem giống như các thành viên của SWAT.
Và đó chính là hình ảnh mà chúng ta đã thấy lúc nãy, hai đồng đội của Ruth tấn công các khai tạc chỉ là những golem bị rắc sét. Và có thể bạn đã biết, trong truyền thuyết của người Do Thái, golem là tên của một con quái vật được tạo ra từ bùn, giống như con người nhưng lại mạnh và khỏe hơn loài người. Năng lực này rất tương đồng với trái quỷ Bisu mà Rucker sở hữu, có thể tạo ra một đội quân bánh quy hoặc là đội quân golem. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy cả cô nàng Tatsugi với Hemepo đang cùng với Gap bay trên con tàu chiến hình chú chó của Gap. Bạn không nghe nhầm đâu, không chỉ có Thousand Sunny mới biết bay bằng Copter Bus, con tàu chiến của Gap cũng đang bay. Nó bay ngay trên đầu hòn đảo hải tặc Hachinosu. Và có lẽ nó bay được là nhờ vào tác động của Gap. Ông đã ném nó hay là đấm xuống biển tạo phân lực hay là đại loại như vậy, chứ không phải bay theo cách của Thousand Sunny, bởi đua thuyền chỉ có mỗi bánh lái bằng gỗ mà thôi. Khung cảnh này khiến cho những hải tặc bên dưới kinh ngạc đầy khiếp đảm. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Kobe được chứng kiến cảnh con tàu của Gap bay. Xem tên nào ở trên con tàu đó. Không thể nào, tao thề là hắn ta đã về hưu rồi kia mà. Hắn ta là anh hùng huyền thoại, Ford Rock Gap. Chạy mau, phải thoát khỏi cái đảo chó chết này. Không xong rồi, quảng trường không có lối thoát. Bọn hải tặc mặt xanh như đít nhái cuống cuồng tìm được thoát thân. Trong khi đó thì Sirimue với Vasco Sot cũng nhìn chằm chằm vào Gap với những toàn tính của riêng mình. Vasco Sot từng là tù nhân tầng 6, còn Sirimue từng là quả ngục Emerald, nên có lẽ hai tên này hiểu rõ Gap đáng sợ như thế nào. Tứ hoàng râu trắng, vua hải tặc Conidozer và Ford Rock Gap ngồi chung một mâm khi luận bàn về sức mạnh. Và hai năm trước chúng ta đã thấy một tứ hoàng râu trắng ở cái tuổi xế chiều 72 với nhiều bệnh tật trong người đã có một màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng. Khi ông cho con tàu Moby Dick lặn xuống biển, sau đó nổi lên ngay trong lòng vịnh Marineford đang được vũ trang nghiêm ngặt như một lời thách thức hải quân. Không những vậy, với trái quỷ chấn động Gura, râu trắng còn tạo ra những cơn động đất rồi biến thành sông thần khổng lồ bao trùm cả hòn đảo. Một hình ảnh ấn tượng tạo nên thương hiệu sức mạnh của râu trắng. Và ngay lúc này cũng có một người đàn ông đã ở cái tuổi xế chiều, hoàng hôn của sự nghiệp, thậm chí là còn lớn tuổi hơn cả râu trắng khi đã 78 tuổi. Nhưng cũng có một màn xuất hiện không hề kém cạnh râu trắng, thậm chí là ấn tượng hơn thế rất nhiều lần. Bởi trong Wannabe, con tàu nào cũng có thể lặn được nếu được trắng tàu. Nhưng con tàu có thể bay thì chúng ta chỉ mới thấy được điều đó hai lần, là của Thousand Sunny với hiện tại. Và nếu râu trắng là một đại hải tặc cũng sở hữu Haki Bá Vương, và trong quá khứ đã từng Haki Bá Vương đối chiến khiến mây trẻ làm đôi với vua hải tặc Conidozer. Nhưng hai năm trước thế trạng không cho phép làm điều đó, thì ở hiện tại, người đàn ông 78 tuổi kia vẫn đủ sức tung ra một cú đấm làm nên thương hiệu của mình, một cú đấm bọc Haki Bá Vương với sức tàn phá khủng khiếp. Và giờ thì chúng ta đã biết sức mạnh của một người từng nhiều lần suýt giết được vua hải tặc là như thế nào. Bọn mày liệu có biết mình đã bắt cóc hay không? Kobe chính là tương lai của hải quân và là thằng đệ tử yêu quý của ta. Gap không hề tỏ vẻ bực tức, thay vào đó là vừa cười vừa nói lớn. Còn bên dưới Hachinosu, Kobe cũng mắt tròn đầy kinh ngạc khi ngước cổ nhìn lên thấy Gap xuất hiện. Con tàu chiến bay giữa hòn đảo như để Gap làm điểm tựa bật nhảy ra ngoài không trung, tung ra một quyền sấm sét. Một cú đấm có kích thước nhỏ bé nhưng uy lực thì vô cùng khủng khiếp. Và đòn tấn công của Gap có tên là Thiên Hà Va Chạm. Còn chữ Kanji có nghĩa là tác động từ xương nắm tay, có thể hiểu là tác động của cú đấm. Và cú đấm của Gap đã phá hủy toàn bộ thị trấn bên dưới pháo đài đầu lâu. Không những vậy, bạn thấy điều gì không? Cú đấm với lực khủng khiếp của Gap cũng có những tia sắc đen đặc trưng của việc lưu chuyển Haki Bá Vương vào trong đòn tấn công. Và những tia sắc đen đó có kích thước rất lớn, tức là Gap không chỉ có Haki Bá Vương mà còn lưu chuyển rất nhiều Haki Bá Vương vào trong cú đấm Thiên Hà Va Chạm vừa rồi. Một khung cảnh tuyệt vời, quá nổi da gà. Về cơ bản thì giờ Oda đã không che giấu việc Gap có Haki Bá Vương nữa rồi, bởi nó không còn cần thiết khi Gap cũng đã có những bước chuẩn bị cho vai diễn cuối cùng lớn nhất cuộc đời của mình. Và Gap có Haki Bá Vương, Luffy cũng có Haki Bá Vương. Vì thế sẽ rất không bình thường nếu Dragon, thủ lĩnh của cách mạng, không có Haki Bá Vương. Đồng thời, điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn thấy cú đấm Thiên Hà Va Chạm của Gap đó chính là xem lại khung tranh này. Hình ảnh Gap chỉ dùng tay không, chỉ dùng mỗi nắm đấm giữa một rừng cao thủ dùng kiếm, dùng đao đủ thế lại ở biến cố God Valley 38 năm trước. Thật sự thích thú. Với Gap hiện tại đã 78 tuổi mà vẫn còn sung sức, đấm kinh hồn bạc vía như vậy, thì tôi hỏi 38 năm trước khi chỉ mới 40 tuổi, tức lớn hơn Sang Tóc Đỏ ở hiện tại 1 tuổi, thì Gap còn đấm ác chiến tới mức nào nữa? Và có lẽ Luffy sẽ thay đổi suy nghĩ, rút lại những lời đã từng nói với Dojinzao ở Dressrosa mới đây. Một cú đấm của ông tôi thì làm được gì cơ chứ? Hồi bé ông bập tôi cả ngày, có sao đâu. Và Luffy nói không sai, nhưng nó cũng chỉ đúng với riêng cậu. Một đấm của Gap với Luffy thì không sao, chứ với hải tặc thì chắc chắn là có sao. Bởi đối với Gap, ông chẳng hề thương tiếc gì lũ hải tặc, nhưng gia đình thì lại khác. Và không phải ngẫu nhiên, biệt danh của Gap là năm đấm. Gap đã từng đấm nắp vụn 8 con núi trước khi đối đầu đấm tục mũi khoan huyền thoại của Dojinzao. Và so với 8 con núi thì việc Gap xóa sổ cả thị trấn chỉ với một nắm đấm như chúng ta vừa thấy, nó chỉ đơn thuần là một màn thị uy sức mạnh, như cái cách Roger dùng thần tỵ với Kozuki Oden, hay là Sanji dùng thần tỵ với Kid Vechai, nhưng hành tráng, nổi da gà gây ấn tượng mạnh hơn mà thôi. Đồng thời, tôi tự hỏi 2 năm trước, Gap đã kiềm chế tới mức độ nào khi đấm Phượng Hoàng Marco ở Marineford, bởi có lẽ nếu Gap nghiêm túc hơn xíu nữa thì Phượng Hoàng đã thật sự gãy cánh. Và mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Sengoku không kịp thời ngăn cản Gap đồ sát Akainu, thật sự khó nói. Bên cạnh đó, bạn có để ý, mặc dù cùng 78 tuổi, cũng đều sở hữu Haki Bá Vương đẳng cấp cao, cũng như một người là ông nội, còn một người là thầy của Luffy,
Nhưng thông qua các cách Oda để cho hai người họ xuất hiện, tôi thấy có một sự chênh lệch sức mạnh đáng kể. Nếu gấp là 10 phần, thì Rayleigh cũng chỉ tầm 8 phần. Vì cũng là đối đầu với Tứ Hoàng Rau Đen, nhưng nếu vui bóng tối Rayleigh xuất hiện từ tốn với thanh kiếm trên tay, kèm theo đó là một vài tia sắc đen đặc trưng của Haki Bá Vương, nhằm mục đích hăm dọa là chính, thì với gấp hoàn toàn khác. Ngay từ đầu đã xác định đánh nhau với Rau Đen, nên đã chủ động tấn công phủ đầu nhằm dàn mặt bằng một cú đấm Haki Bá Vương rất mạnh. Và các cách Oda miêu tả Haki Bá Vương của Rayleigh cũng đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu so với cú gấp. Và điều này cũng dễ hiểu, bởi dù sao thì Rayleigh cũng chỉ là thiền phó bằng Roger, còn gấp đã từng nhiều lần suýt giết được vua hải tặc Cody Roger. Vậy nên nếu Rau Đen tóc mồ hôi mắt tròn đầy kinh ngạc trước Rayleigh thì cũng sẽ hiện điều tương tự với gấp. Dù vậy thì Rayleigh đã từng nhận định rằng ông không thể thắng trong một cuộc đối đầu trực diện với Rau Đen. Vậy nên với việc gấp mạnh hơn Rayleigh khiến cơ hội gáp đánh bại được Rau Đen là cao hơn. Nhưng như tôi đã nói, Rau Đen là kẻ duy nhất trong One Piece sử dụng hai trái ác quỷ, nên mọi thứ thật sự khó lường, rủi ro vẫn rất lớn cho gáp. Và thông qua cái tên chiêu thức của gáp, thiên hà va chạm nghe rất vũ trụ, làm tôi tin rằng trận chiến giữa Rau Đen với gáp khả năng cao là sẽ xảy ra. Bởi Rau Đen thì sử dụng trái ác quỷ tà ác nhất hệ Loza, trái bóng tối Yami Yami với chiêu thức hố đen, hút được tất cả mọi thứ. Chính là hố đen trong vũ trụ. Và trong vũ trụ thì chẳng có cái gì đáng sợ hơn là một cái hố đen cả. Và nó lại làm tôi nghĩ tới lời của Oda trong Zunfeta 2023 vừa rồi. Và trong năm sau trong manga, một cuộc đồng đội giữa người đó với kẻ đó sẽ diễn ra. Đó là điều mà câu chuyện đang hướng tới. Nếu tôi phải đặt tên cho điều đó thì đó sẽ là đại loạn chiến. Tôi hy vọng không ai sẽ chết. Hãy đón chờ One Piece vào năm sau. Và tôi cũng không hy vọng là Rau Đen hay là Gap sẽ chết nếu bọn họ thật sự đối đầu với nhau. Dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai. Còn ngay lúc này ở Hachinosu chỉ có 4 thuyền trưởng Titanic với người mà nhắc là Shirumue. Và tôi đang tự hỏi bọn họ sẽ làm gì, sẽ chiến đấu như thế nào để có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của Gap. Một giờ găng thật sự trong thế giới One Piece. Và trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về One Piece Chapter 1080 siêu kinh điển này. Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.